Chào tất cả các bác làm vườn Với rất nhiều được cái dụng cụ đồ nhíp Thì hôm nay em sẽ tổng thể và đưa tới các bác anh Với những cái giá thấp nhất luôn Anh nào đang muốn mua 100.000 ba chiếc Và anh nào đang muốn mua những mẫu quốc tây Quốc bướm giá thì chỉ từ 50.000 đồng Còn về bộ dầm của trên của bên em Ở trên này nha các bác anh nhé Bộ dầm này sẽ là bộ dầm nhíp Và bên em thì đang đưa tới các bác anh nhiều nhất đây Giá của nó sẽ từ 120.000, rưỡi Và các bác muốn làm hàng đặt thì nó sẽ cao hơn. À, tất cả các bác anh nhà mình mà xem video này mà đang quan tâm tới những cái dụng cụ đồ nhíp của bên em Mỗi bác nhớ cho em like nhá Nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em Để theo dõi rất nhiều những cái dụng cụ hay Đấy đầu tiên là một cái bộ sản phẩm mà em đưa tới các bác với một cái giá cực kỳ là thấp à, 50.000 đồng một cây và 100.000 ba cây Đây, cái này thì em đang đưa tới các bác là 50.000 đồng một cây nhá Các bác thì mình mua ba cây là 150.000 này Cây này dài Cây này thì uh, nó được... Uh, 35 cm. Còn cây này là 30 cm. Rất chi là phù hợp đối với các bác cắt rau giật cành. Thế còn bộ này thì em để nước mưa nó hơi xấu như này một chút nhé các bác anh mà có Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo với em nhé. Kết bạn qua Zalo với em để em sẽ đưa tới các bác anh là 100.000 ba cây này. Bác nào mà lấy hộ em 100.000 ba cây này thì các bác liên hệ với em nhé. Siêu sắc bén rồi đấy à, với tất cả những cái dụng cụ này thì em sẽ gửi tới tận nhà các bác anh nhé các bác anh chỉ cần gọi điện tới đầu số điện thoại ở trên màn hình em sẽ tư vấn à, bộ này sẽ là 100 uh, 150.000 ba cây con này là đã là 100.000 rồi đấy các bác anh ạ nhưng mà hôm nay nó hơi xấu này em để cho các bác anh nhà mình ba cây này là 100.000 đi 100.000 nhé ba cây đấy Còn uh, bộ này cũng là 100.000 ba cây luôn các bác anh ạ cũng là 100 000 ba cây luôn. À, còn về hai đôi không liêm. Đây là đôi to dài đẹp gồm một cây cổ đỏ và một cây cổ trắng, một cây nhỡ và một cây to. Đôi này là 150 000 em bao ship nhá. À, thì nói luôn với các bác là các bác miền Nam thì sử dụng cái này quá nhiều luôn bởi vì cái thép của nó là thép tàu. Siêu sắc ngọt luôn các bác anh ạ. đấy còn à, trên này là những con dìu liềm mà trước kia em đã đi chặt tre cho các bác xem rất chi là nhiều Thì đợt này em để cái thùng này nước mưa nó hay bắn vào như thế này một chút nhé Em để cho các bác là 50.000 đồng cho một cây đó là mua giúp em nhé Mua kèm theo cùng những sản phẩm 50.000 đồng trên một cây à, Còn à, đây là những cái móc ngạnh Dành cho các bác trong miền Nam vặt dừa này Giật quả này Móc đa lăng Có một đầu móc và một đầu vặt quả đây Cây này thì sẽ là 100.000 đồng trên một cây Còn à, cái cây to cây hàng đặt này Nhà em rèn ra nhé Là 150.000 đồng trên một cây Cây này rất là to và dài Đấy các bác anh nhà mình mà giật dừa Vặt quả trong miền Nam nó có cả cưa Có cả ngạnh, có cả móc luôn nha các bác anh nhá Đấy, còn về đây thì là những mẫu dìu liềm, những mẫu mà em đi chặt tre. Để cho các bác anh nhà mình xem rồi. Con này đặc biệt là các bác vừa giật, vừa chặt, vừa có đầu dìu. Các bác anh này. Đấy, một con này với một con quắm trắng bao đẹp cho các bác này. Đôi này là 200.000 trên một đôi. Em miệng phí ship nhé. Tiếp tục là tới quốc Thuổng Sẻng. À, rất nhiều bác anh đã biết tới bên xưởng uh, em Thảo qua những cái dụng đồ nhíp cao cấp. Đây là những cái cao cấp này các bác anh này hàng đồ nhíp thì nó có nhiều loại nha các bác anh nhé chứ không phải là loại nào cũng giống loại nào à, báo giá với các bác là cái bộ nhíp này đây là một cái bộ nhíp mà em đang thử làm thôi để đưa tới các bác anh đấy, với một uh, con cuốc 20 22 cm lưỡi con này các bác bổ gạch thoải mái cho em không bao giờ lo mẻ luôn các bác anh ạ không bao giờ lo mẻ con này với giá là 70.000 đồng trên một cái đấy và hôm nay em có một cái gấp này cái này nó như là hai cái cuồng này các anh nhỉ. cái này để các bác anh nhà mình trồng cây đấy Đấy, bộ đôi này là em đang đưa tới các bác các anh là với giá là 180 000 nhá, các bác anh nhá. Hai cái luôn. Hai cái để các bác thục cũng để trồng cây đi ạ. À, tiếp tới là tới cái cuốc này. Cái này thì em đặt làm hàng thử nhá, cái này là 70 000 đồng trên một cái. Đấy, còn với cái cuốc này. Cái này em đưa tới các bác anh là 50 000 đồng. 50 000 đồng trên một cái nhá. Còn về những mẫu quốc lưới cưa thì là những cái mẫu mà để cho các bác các anh nhà mình đổ gạch xà cỏ các bác làm dãy ở trong miền Nam. Có bác như mua hộ cả xóm về cái dòng này của bên em luôn, đặc biệt đó là dòng lưỡi cưa. Thì mẫu này em đang có loại nhỏ nhất là 70.000 đồng trên một chiếc các bác anh ạ. 70.000 đồng, 100.000, 102 và 130 cũng có các bác anh nhé. Bác nào muốn mua lưỡi to thì nó sẽ là 30, 35cm đây các bác anh này, lưỡi to như thế này. Đấy là loại chuẩn xịn nha các bác anh nhá. Nếu các bác anh nhà mình về cứ lắp vào test thử thoải mái cho em. Còn về cái cái này, cái thuồng này, anh nào mà mua cái thuồng này. Cái thuồng này về các bác chỉ cần ống lắp một cái ống vào đây là được. Cái thuồng này em lấy các bác 100 000 đồng trên một cái nha các bác anh nhá. Siêu bén luôn. Còn về bên này là em sẽ đưa tới các bác những con dao chuối, con dao này có bác thì làm cá, làm lươn này làm cực kỳ là dễ nếu như các bác trong miền Nam đã sử dụng con dao cắt chuối này của bên em các bác biết rồi chất liệu là thép trắng không bao giờ dỉ luôn sắc bén làm rau màu làm với tất cả các loại với giá là 100.000 đồng trên một đôi em miễn phí ship luôn nha các bác anh nhá đấy còn về cào ba răng cào ba răng thì em sẽ có hai loại một loại 40.000 một loại là 50.000 một loại là 80.000 các bác anh ạ Đấy, còn cào thép xoắn này bốn răng là loại to nhất này các bác này, bốn răng này có loại em bán có 50 000 nghìn thôi là loại loại mỏng nha các bác anh nhé. Còn đây là loại dày, loại dày loại siêu bền, cào bốn răng là 100 cào ba răng là 80 mươi nghìn các bác anh ạ. Đấy còn đi về trên này là những cái bơm mà nhà bác nào cũng cần, bơm xe đạp. Cái bơm này thì em báo giá luôn là chỉ có 150.000 đồng một chiếc em viện phí ship, bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô, các loại luôn. À, đi về phần bên trên này nha các bác các anh nhá À, những mẫu dầm của bên em thì uh, đã là những cái dụng cụ thiết thực đối với tất cả các gia đình em sẽ có cả lưỡi cả dầm thì em đưa tới các bác là cái lưỡi dầm này này cái lưỡi dầm này thì em sẽ có là 150.000 đồng cho một lưỡi đây các bác anh ạ 150.000 đồng một lưỡi thì nó cũng không dày mấy đâu nha các bác anh nhé nhưng mà cũng đủ để cho các bác anh nhà mình làm thoải mái luôn à, em có 150.000 này à, 180 18 200 còn có cả những mẫu hàng đặt mà em làm hàng đặt cho các bác anh nhìn đây những mẫu đặt Đấy những con này có con này em làm là rưỡi, Có con này là 300 Thì sẽ có cả lưỡi thẳng và lưỡi cong Đây các bác nhìn những cái lưỡi đặt này Đấy nó như thế này nha các bác anh nhá Như bác làm mà bảo đặt làm cho tôi một con giày đẹp Thì nó sẽ là rưỡi Còn làm thường thì em làm 300 rưỡi và 200 Và như mẫu này là 150 nghìn Đấy còn đây là một cái thuồng đi rừng Cái này để đây là một cái mẫu thủng đây Các bác nhìn này Cái này em đang làm là 250 nghìn nhá Bác nào muốn làm loại 150 nghìn em cũng sẽ làm cho Và làm loại 200 em cũng làm cho Đấy bên em là lò rèn mà Cho nên là các bác anh nhà mình muốn đặt như thế nào em sẽ làm như vậy Còn đây là những cái lưỡi dầm cổ cò Cái này thì em đang làm loại nhỏ nhất là một uh, 100 nghìn cũng có 150, 200, 300 Các bác anh ạ Lưỡi dầm đặt Đấy và đây là những cái mẫu cuốc Mà phải gọi là đẳng cấp siêu bền luôn Nếu như bác làm ở cuốc ở Hố này cuốc xúc đất này, các bác sử dụng cái mẫu này cho em. Mẫu này thì em đang có 3 size. Từ 100.000 đồng trở lên. 102 và 103. Cái này các bác sử dụng vĩnh cửu cho em. Cái này múc đất nhá. Mà các bác bổ vào gạch cho em. Không bao giờ lo mẹ luôn về dòng quốc này. Đấy còn uh, đi vào phần uh, bên trên này các bác anh nhá. Các bác nhà mình đang quan tâm tới con uh, dao. Con này là con để các bác gọt bầu, gọt bí này. Con này làm cực kỳ là dễ. Con này em sẽ đưa tới các bác anh là uh, 20.000 đồng. Trên một cái này các bác anh nhá có cái lớn hơn đấy cái này là cái trung bình gọt bầu gọt mướp, các bác có thể mua kèm gọt dễ lắm các bác anh ạ cái này thì chẳng bao giờ lo hỏng luôn 20.000 đồng cho một cái còn về trên này là cái búa dìu da đa lăng thì em nói luôn với các bác là cái này nó sẽ có hai loại nhé ví dụ như cái này là em bán cho các bác anh nhà mình là một loại là 40.000 một loại là 50.000 còn đây là một loại thép đẳng cấp cao cấp này các bác anh này một loại đẳng cấp cao cấp thì em đang bán là 100.000 một cái búa dìu đa lăng như này đây đóng đinh nhổ đinh hôm nay sẽ giảm giá cho các anh là còn 80 000 đồng trên một cái nhé các bạn nhìn cái to này nhổ đinh này đóng đinh này và lưỡi chặt xương này thì các bác sử dụng cái này cho em chặt xương cực kỳ là ok nhé về cái mẫu dìu này còn uh, đây là cái quả búa mà là một cái dòng búa đặc Nhờ cái này thì em sẽ làm một loại 40 000 là loại nhỏ còn một loại to là loại 50 000 nghìn như quả đậm đặc quả to này là 50 000 nghìn này các bác dùng không bao giờ hỏng cho em luôn không bao giờ hỏng luôn nha các bác anh nhá còn đây là như cái mẫu quốc bướm bằng lưỡi cưa mà bên em đã làm ra cho các bác anh thì các bác anh biết rồi. Đấy. Sẽ có từ 70.000 đồng trở lên. một Có 4 size 70, 100, 102 và 130. Cái này các bác anh nhà mình sạc thì đi vù vù luôn nhá. Còn đây là cái em quốc 50.000 đồng cho một cái. Cái quốc gà này các bác anh này. Cái quốc gà làm siêu bền luôn. 50.000 đồng một cái nha các anh nhá. Cái này làm ủ gạch thoải mái không mẹ cho em. 50.000 Còn đây là dìu chữ A này các bác anh này Dìu chữ A Sẽ có một loại uh, to và một loại nhỏ Đây là loại to rồi Cái này là 100.000 nha các bác anh nhé Còn có cái nó chỉ uh, mấy chục thôi Đấy bác nào mà cần bay xây này Giao xây loại xịn này Giao xây 50.000 đồng cho một cái Đấy còn uh, về phần trên này thì tới những mẫu dầm quốc chim Quốc chim thì từ 100.000 đồng cho một chiếc các bác anh nhá. Cái này uh, quốc chim thì em muốn mời các bác vào Zalo Để em gửi mẫu cho các bác xem Quốc chim thì sẽ có 100, 100 rưỡi, 200, 200 rưỡi, 300, 400 em cũng làm. Sẽ có đủ size. Các bác vào Zalo thì em sẽ gửi mẫu cho các bác xem thật chi tiết nhé. Còn đây là mẫu dìu. Ờ, mẫu diều đây các bác anh này. Đây là cái dìu này là dìu to. Cái một lưỡi diều hàng đặc, hàng nhíp đặc này. Em đưa tới các bác anh là 200 nghìn một chiếc. Em miễn phí ship. Còn uh, cái này nhỏ hơn là rẻ hơn này các bác anh này. Cái này không biết bao nhiêu này. Cái này rẻ hơn đấy các bác anh nhé. Đấy Và cái móc nhãn là một cái móc mà em bán từ cổ xưa này Các bác móc cành này 60.000 đồng cho một cái Còn về bên trên này thì tới tất cả những cái mẫu dầm nhíp Dầm nhíp này thì có cái là 120.000 đồng nữa Sẽ có từ cái là 120 nha các bác anh nhá Còn ví dụ như cái này là hàng nhíp, hàng cổ cò này Có cả tê này các bác này Tê mà dài, lớn như này Cái này là 150 một cái nha các bác anh nhá nhíp nha các bác anh nhá. Dầm cổ cò này có nhiều loại lắm, có cả loại to, có quả loại, loại nhỏ. Đấy các bác anh nhà mình muốn xem chi tiết thì cứ vào Zalo uh, của em để em sẽ lấy cho các bác. Đây là cái bản đặc biệt này. Cái bản hàng đặt đẹp như này, cái anh này. Đấy. Cái này em sẽ có mấy loại từ 250 000 đồng cho một cái nhá. Như cái này là 250 này. Các bác anh này. 250 200 cũng có nhá. Nhíp đẳng cấp luôn. 250 là đã miễn phí ship các bác rồi đấy ạ. Còn cái thuổng đi rừng này Cái này đào hang đào hố loại dày Cái này hẳn cả cán là 300 Và xà beng Xà beng đủ loại xà beng rất rẻ Các bác anh ạ Xà beng nhà em là thép đi cụ luôn Đấy còn về bên trên này Cái này thì em sẽ có dầm cổ tròn Là mẫu dầm đặt này Đẹp đấy này Cái này lẽ ra em phải để em cho các bác xem thì các bác mà đang quan tâm và muốn xem chi tiết thì nhớ ấn vào cái chữ đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình này các bác anh nhé. Khi đăng ký kênh của em rồi thì uh, những cái video em đang lên các bác sẽ nhận được thông báo để xem. Để em có báo giá những cái mẫu dầm này các bác mua cái cái uh, bình thường nhất là 120 nhá, 150, 200 250 và em đang làm hàng đặt đẹp nhất được các bác sử dụng nhiều nhất là 400 000 là cái hàng đặt nhá. Hàng đặt đẹp nhất đây các bác anh ạ. Còn uh, đây là những mẫu cuốc này. Cái cuốc này thì nó có uh, À, tẹo em sẽ quay ngoài cái quốc đây Đây cũng là cái quốc gà nhưng quốc này quốc quốc gà rẻ nha các bác anh nhá Quốc này 150 nghìn Là loại cũng là loại đặc biệt ấy, Cũng là hơn rất nhiều cái rồi nhưng mà nó sẽ không bằng cái loại ở bên ngoài cái đâu Tẹo em cho các bác xem cái loại bên ngoài kia Đấy còn uh, như cái này là Như cái này chỉ 70 nghìn thôi Đấy To đùng như này To đùng nha các bác anh nhá Đây các bác anh này 100 nghìn những cái cuốc à, đây là những cái dầm cỏ này cái này 60.000 đồng cho một cái các bác ạ các bác đào cỏ các bác dùng cái này à, với tất còn những cái mẫu này, này em thanh lý cho các bác rất chi là rẻ bác nào quan tâm hãy vào zalo của em nhé để em sẽ đưa tới các bác anh còn đây là sẻng tàu to này các bác ơi sẻng tàu to với tất cả những cái dụng cụ đồ nhíp này thì em sẽ đi ra bên ngoài này để cho các bác anh nhà mình xem cái cuốc gà xị đây là một cái cuốc gà xịn mà nếu như các bác anh mua quốc nhiều các bác anh phải lưu ý nha các bác anh nhé Cái quốc xịn thì nó sẽ khác lắm, nó sẽ khác hoàn toàn luôn các bác anh ạ Cái này là 200 nghìn một cái em miễn phí đi ship Và đây là cái quốc này gọi là quốc tây gà Còn đây là gọi quốc lưỡi gà Cái quốc lưỡi gà bình thường thì chỉ có 50 nghìn đồng một cái thôi đây Nhưng cái này thì nó sẽ là 200 nghìn đồng một cái nữa các bác anh nhé Quốc nhíp xịn, chuẩn xịn, làm sành đanh luôn Đấy, à, một video ngắn này thì em cũng vừa mới lên tổng thể những cái mẫu quốc, mẫu cào bác nào đang có nhu cầu về sản phẩm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình à, và đừng quên nhấn đăng ký kênh, chữ đăng ký ở ngay cạnh góc màn hình của bên em. Để mỗi lần em lên live trực tiếp các bác sẽ nhận được thông báo để xem và để lựa chọn. À, nhớ vào zalo của em nhé các bác anh nhé, vào zalo để em gửi mẫu cho các bác xem các bác cần loại nào. Cảm ơn các bác nhiều nha.